Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 335 của kênh Nghệ TD. Thưa các bạn, ngày hôm nay là ngày chủ nhật, rất là nhanh đúng không? Đây là ngày nghỉ cuối tuần. Lương xin chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhé. Còn với anh em mình, kể cả chủ nhật hay bất kỳ ngày nào thì cứ đến ngày là chúng ta sẽ lên sóng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Long Trần nhé. Câu hỏi số 1 của bạn Long Trần. Anh ơi, cạc 1660 Ti còn trụ được khoảng mấy năm nữa vậy anh? Em ơi, dòng card GTX 1660 Ti của Nvidia thì thực tế dòng này thuộc series 16, mới được ra mắt năm 2019. Với cấu hình thường sẽ được trang bị trên CPU đời 9 năm 2019. Thông thường một chiếc máy gaming hay đồ họa hay bất kỳ dòng máy tính nào thì nó sẽ có độ bền từ 5 đến 7 năm. Chính vì thế em cứ thoải mái em dùng. Còn việc mình dùng được lâu hay không, được nhiều năm hay không nó còn phụ thuộc vào yếu tố người dùng rất là nhiều. Thứ nhất là dùng thì sau thời gian kiểu ý anh nói là hết bảo hành của máy, chúng ta phải định kỳ thường xuyên bảo dưỡng vệ sinh, bảo quản máy đúng cách thì máy chúng ta mới được bền em nhá. Câu hỏi số 2 của bạn Thiên Huỳnh là: anh ơi, cho em hỏi là cùng một giá tiền, cùng một hãng thì giữa i5-9300H GTX 1660 Ti và i7-9750H GTX 1650 Ti thì cấu hình nào sẽ khỏe hơn ạ? Thực tế như này thì em sẽ phải phân tích một chút, đó là việc em dùng phần mềm thì em dùng hiệu năng của CPU nhiều hơn hay hiệu năng của cảm hình nhiều hơn. Ví dụ dùng hiệu năng của CPU nhiều hơn thì tất nhiên là i7-9750H thì nó sẽ hỗ trợ rất tốt và nó cái thuật toán về tính toán thì nó tốt hơn so với i5. Bởi vì i5 nó chỉ có 4 lõi 8 luồng, trong khi đó i7 ở đây chúng ta sẽ có 6 lõi 12 luồng. Nhưng nếu mà tính về hiệu năng của Vega, chẳng hạn các phần mềm game cũng như một số phần mềm đồ họa thì chúng ta sử dụng các thuật toán tính toán của cảm hình này rất là nhiều thì chúng ta cần một cảm hình khỏe. Còn nếu mà em sử dụng chơi game thì 100% gần như là sử dụng cảm hình rất là nhiều. CPU trong khi đó nó chỉ sử dụng từ khoảng 10-15 thậm chí là 20% thôi. Và lúc nào cao thì có thể 30-35%, còn chủ yếu là dùng hiệu năng của Vega. GTX 1660 Ti thì tất nhiên nó khỏe hơn rất là nhiều so với GTX 1650 Ti dung lượng 4GB. Còn 1660 Ti thì nó là 6GB, G đây là 6 em nhá. Thì ở đây ví dụ như em dùng chơi game nhiều thì chúng ta sẽ chọn Vega. Còn nếu mà em sử dụng các phần mềm, những ứng dụng như là lập trình này, các ứng dụng gì mà em xem phần mềm ý, nó sử dụng CPU nhiều hơn hay GPU nhiều hơn thì em mới lựa chọn. Còn nếu mà trong tình huống này thì sự kết hợp giữa hai CPU và GPU thì chúng ta phải tính toán cả hiệu năng của RAM nữa này, của cứng này. Nói chung thì cái cấu hình như này thì anh nghĩ là cũng 1910 em ạ, em nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Tạ Phúc Lợi. Anh ơi, cho em hỏi là em đang dùng con HP Pavilion 15CS3060TX thì khi sạc đầy 100% em có nên rút sạc ra không ạ? Và nghe nói là khi dùng máy xong thì không nên gập máy ngay mà nên để 5 đến 10 phút mới gập máy, như vậy có đúng không ạ? Đơn giản là như này nhá. Thực tế là những người dùng máy tính mà cách sạc pin này mà nhiều người không biết. Thông thường em vừa dùng một sạc bình thường không vấn đề gì cả, không phải rút ra, bởi vì sạc nó đầy nó sẽ tự động nó ngắt đi. Đấy đúng không? Và một tuần hay 5 ngày thì xả pin cho anh một lần. Xả pin là như nào? Cứ 100% em xả xuống 4-5 lần. 4 đến 5% thì em lại cắm vào em dùng tiếp. Và khi em không dùng máy nữa thì tốt nhất rút sạc ra, tắt máy đi. Tắt máy xong thì chờ tất cả các đèn tín hiệu trên máy tắt đi hết rồi thì em sẽ gập máy xuống và bảo quản nơi khô ráo. Thế là ok thôi em nhá. Câu hỏi số 4 của bạn DHM Music. Evo Gaming Laptop 15 còn máy ở Hà Nội không ạ? Em ơi, hiện nay cơ sở anh thì hiện vẫn còn cả Hà Nội, Sài Gòn đều có dòng máy này. Nó sẽ có bản i7 GTX 1650 và GTX 1660 Ti. Anh đều đầy đủ hai cấu hình. Mời em qua cửa hàng em nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Chính Hữu. Chú Lương ơi, cháu đang làm online và đang có 15 triệu thì mua con nào tốt nhất trong tầm giá đó ạ? Cháu cảm ơn chú. 15 triệu nếu làm online không thì chúng ta chỉ cần trang bị những chiếc máy, thứ nhất là có màn hình rộng một chút, có bàn phím phụ, bởi vì online chúng ta dùng phím rất là nhiều. Nếu mà máy mới thì chú mới có các mẫu máy mà HP Pavilion mới mang về, vỏ máy ở kim nhôm, mới 100% trang bị chip Ryzen 5, Ryzen 7 đều có, với phân khúc giá từ khoảng 14 đến khoảng 15 triệu. Và là các dòng máy CPU của i5, nó sẽ có i5, i7 của Intel, cũng trong cái tầm giá này, dùng khá là ok. Ổ cứng ví dụ như là 256GB hoặc 512GB NVMe chạy rất là nhanh, RAM 8GB, đủ các tác vụ văn phòng mà cháu có thể dùng thoải mái. Còn nếu mà thực sự mà muốn máy khỏe thì cháu có thể chọn các dòng máy gaming trang bị CPU khỏe, Vega khỏe. Nhưng lưu ý nên chọn những dòng máy có bàn phím tốt, chẳng hạn là các dòng máy ThinkPad cũng được. ThinkPad này có một con rất là ngon, nó là con ThinkPad E590, trang bị cả RAM, cả ổ cứng, cả SSD rồi thì tầm tiền mua mới nó cũng chỉ có khoảng 15 triệu. Em sẽ có một chiếc máy có bàn phím vô cùng tuyệt vời. Còn nếu mà xác định mà một chút về đồ họa, một chút về game các thứ thì em chọn cái dòng máy gaming là ok nhất. Trong phân khúc tầm tiền em thì nó sẽ có Dell như là 5577 này. Đấy, Dell 7567 này. Và các dòng Acer Nitro 5 phiên bản 2018 em nhá. Câu hỏi số 6 của bạn Nhàn Thanh, học công nghệ thông tin mua MSD model 15A10M có được không ạ? Học công nghệ thông tin thì với chiếc máy MSI này em hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu của em.
Bởi vì giờ thì công nghệ thông tin thì thực ra nó rộng lắm. Em chỉ sử dụng thông thường là ví dụ là vào mạng này, xem phim này, lướt web này, tra cứu thông tin trên mạng này. Với sử dụng các phần mềm đồ họa mức tầm trung mà chơi những tựa game nhẹ thì chiếc máy của em hoàn toàn đáp ứng tốt em nhá. Câu hỏi số 7 của bạn Nguyễn Huy. Anh ơi cho em hỏi là con ThinkPad P1 2018 dùng để chạy giả lập máy ảo thì có ok không ạ? Tản nhiệt của con này có tốt không ạ? Và giá bán hiện tại của shop mình là bao nhiêu ạ? Em ơi, chiếc ThinkPad P1 là một trong những chiếc mobile workstation có chất lượng rất là tốt, khả năng tản nhiệt tốt, bàn phím tốt, màn hình của máy rất ok. Đây là một trong những chiếc máy mỏng nhẹ và cơ động nhất hiện nay. Kể cả phiên bản Gen 2 thì nó sẽ có hình thức bên ngoài giống y hệt nhau. Máy có CPU khỏe, có Vega rời. Chính vì thế nó hoàn toàn đáp ứng các nhu cầu của em. Chỉ cần RAM ít nhất là 8GB. Có điều kiện là chúng ta sẽ 16GB và ổ cứng SSD 512GB để em có thể cày kéo mọi thứ ngon lành. Với phiên bản này thì anh đang bán máy cũ 99% cái cấu hình như vừa rồi anh chào thì nó là 32 triệu em nhé. Câu hỏi số 8 của bạn Hoàng B Phan. Em chào anh ạ, em đang dùng máy L340 và pin dùng được khoảng 1 tiếng 30 phút là nó hết. Có phải là do chai pin không ạ? Với lại cho em hỏi bên shop có pin của L340 không ạ? Với dòng Lenovo IdeaPad L340 thì hiệu năng thực tế về pin của nó nên em để độ sáng cao thì nó chỉ được 1 tiếng 30 phút thôi. Những dòng máy mới thì nó cũng chỉ được tầm này thôi em ạ. Nó không phải khỏe đâu bởi vì chiếc máy chúng ta nó tối ưu vào hiệu năng của ví dụ như là Vega, cả màn hình nó khỏe rồi. Và cái màn hình thì lại 15,6 inch. Thì khi chúng ta sử dụng nó phụ thuộc vào các phần mềm, các tác vụ em dùng trên màn hình rất là nhiều. Nếu em để độ sáng khoảng 60-70% màn hình thì anh nghĩ là cày kéo và kể cả kết nối wifi một số phần mềm nữa thì cái hiệu năng của pin thực tế nó chỉ được như này thôi. Anh nghĩ là tầm này thì không phải thay pin em nhé. Còn nếu mà cẩn thận thì em cứ qua cửa hàng thì nó sẽ có phần mềm, ví dụ em có thể sử dụng phần mềm như là Battery Mon để cài vào và test thử xem pin có vấn đề gì không thì trên phần mềm nó sẽ báo luôn em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Nguyễn Mạnh Quyết. Em có tầm 25 đến 30 triệu thì có con nào để làm lập trình tốt không ạ? Với tầm 25 đến 30 triệu thì tư vấn luôn cho Quyết. Lập trình thì chúng ta sẽ sử dụng những chiếc máy có CPU khỏe, Vega khỏe một chút cũng được. Lập trình thì thông thường thì chúng ta chỉ cần hiệu năng của CPU thôi, RAM và tốc độ ổ cứng. Ví dụ tầm khoảng 25 triệu mà muốn thực sự bền bỉ thì cứ dùng những chiếc máy chạm là ngon nhất. Ví dụ như là ThinkPad P51 và ThinkPad P52. Đấy, đều có CPU rất là khỏe, hiệu năng tốt, kèm theo tốc độ ổ cứng cũng khả năng nâng cấp của những chiếc máy cực kỳ ngon. Đấy. Còn nếu mà các dòng Dell thì nó sẽ có như là Dell 7520, Dell 7530. Đấy, đây là những chiếc máy cực kỳ bền. Còn ngoài ra nếu mà vui chơi giải trí thì có thể chọn những chiếc máy gaming. Gaming trong tầm tiền này thì chúng ta sẽ có những dòng máy mới trang bị CPU từ i5 đời 10 và i7 đời 10, trang bị GTX như là 1660T hoặc RTX 2060 sẽ có phân khúc giá từ 25 đến 30 triệu. Tham khảo thêm trên 24laptop.vn em nhé. Câu hỏi số 10 của bạn Trung Nguyễn. 7 đến 8 triệu hơn thì nên mua laptop nào được ạ? Em cần máy ra mắt khoảng năm 2018 trở lại thôi. Máy đẹp, cấu hình cao nhất có thể ạ? 7 đến 8 triệu nếu mà em yêu cầu cấu hình từ 2018 thì thông thường là chúng ta chỉ được trang bị những chip U có cấu hình bình thường. Ví dụ như em có thể mua chiếc Lenovo, hôm vừa rồi anh mới ra con này thế 10 sản xuất 2020 luôn. Anh bán mới cũng khá là rẻ. Để cho em cấu hình luôn nhé. Em xem chiếc Lenovo IdeaPad Slim 3 em ạ. Chiếc máy được trang bị i3 đời thứ 10 và RAM 4GB SSD 128, màn hình 15,6 inch. Con này rất là ngon, giá anh bán nó 9 triệu 3 thôi. Cố mua hẳn em này là ok nhất em nhé. Lenovo IdeaPad Slim 3 em nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Minh Nguyễn. Bên anh có nhập máy cũ không ạ? Lenovo L340 i5 9300 SSD 512GB còn 7 tháng bảo hành. Tình trạng 99%, sức nhẹ thôi ạ. Thì không biết là nhập bao nhiêu. Em mang qua cửa hàng nhé. Chiếc máy này anh test ok ngon lành thì anh nhập cho em khoảng 12 triệu 500 em nhé. Câu hỏi số 12 của bạn Bạc Nguyễn Hữu. Laptop Lenovo IdeaPad S340 của em hiện tại là cập nhật driver xong. Em bật máy lên thì quạt nó bật luôn. Như vậy có phải là do xung đột phần mềm không ạ? Trong tình huống nếu mà em cập nhật xong mà quạt nó chạy vù vù liên tục thì có thể là driver của chipset nó bị cập nhật bị sai. Em chỉ cần tải driver chipset từ trang chủ em cài vào cho anh là nó sẽ chạy êm, ok, ngon lành em nhé. Máy không vấn đề gì đâu. Câu hỏi số 13 của bạn Phúc Đặng Trần Phúc. Bên anh có bản ThinkPad E580 hoặc E590 có card rời không ạ? Và có thì giá khoảng bao nhiêu ạ? Chúc anh sức khỏe. Hiện nay các dòng phiên bản như E580 và E590 thì anh đang có các phiên bản chạy Vega On là đang sẵn. Còn nếu như em cần tìm Vega rời thì chỉ có thể mua những dòng máy cũ đã có trên thị trường thôi. Anh tìm về. Và thông thường là những chiếc máy cũ thì nó rẻ hơn giá bán mới khoảng 2 triệu đồng. Và nếu mà phiên bản có Vega rời thì thông thường em sẽ bỏ thêm khoảng 1 triệu em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Trung Hiếu Phạm. Shop có dòng máy ThinkPad từ T460 đến T480 không ạ? Em không hạn hàng cũ, trừ dòng S ra bởi vì dòng này nó mỏng quá.
Hiện nay các cửa hàng anh thì bán đầy đủ các dòng VinFast từ T450, T460 và đến T490. Anh đầy đủ hết, em qua cửa hàng để được tham khảo em nhé. Còn dòng máy mỏng, máy dày thì chúng ta chỉ khác với cái tác vụ cũng như cái nhu cầu sử dụng thực tế thôi. Mỏng thì nó đẹp đúng không, nhưng mỏng manh thường hay dễ vỡ. Còn nếu mà các dòng như là T460, T480 thì khả năng nâng cấp nó sẽ lớn hơn. Ví dụ RAM có thể mở rộng tối đa 32GB, nó khá tốt. Và đặc biệt là các bạn mà dùng máy không giữ mà cần hiệu năng trâu bò thì cứ chọn những dòng máy nó dày một chút là ok em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Việt Trần: ThinkPad E14 so với E490 thì cái nào sẽ tốt hơn ạ? Thực tế thì các dòng máy ThinkPad dòng E thì nó là dòng máy rẻ nhất của dòng ThinkPad nên chất lượng cũng khá là ổn định và thường các option thì bớt đi. Với anh thì hai chiếc máy này nó tương tự nhau và chỉ kiểu dáng nó khác nhau thôi. Còn cấu hình thì em sẽ nhìn thấy nó gần như tương tự, kiểu dáng thì khác. Em có thể chọn một trong hai, nói chung là cũng 1-9-1-10 thì thoải mái em nhé. Thích cơ nào thì nhấc về em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp ngày hôm nay các bạn ạ. Chúng ta cứ 2 ngày chúng ta sẽ có một số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook hay các câu hỏi phần mềm phần cứng, đánh giá máy, nâng cấp máy, quý vị các bạn đặt các câu hỏi bên dưới các topic này hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho mình. Số điện thoại của mình là 077357 và 4 số 9 ở cuối, mình sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Còn nếu mà tư vấn online thì các bạn có thể vào hai fanpage của nhà mình, Bệnh viện Laptop Hà Nội tại Hà Nội và Shop Công nghệ TND tại Sài Gòn. Rất mong quý vị các bạn ủng hộ kênh nhiều nữa bằng cách đó là đăng ký kênh và chúng ta bấm cái chuông bên cạnh để cập những kiến thức và những video mới nhất về công nghệ thông tin tại Shop Công nghệ TND. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.